các em sẽ trở lại sân khấu một tiết mục nữa cho quý vị chung vui mấy ngày Tết này. Thì tiết mục kế tiếp, Lý ơi, em đâu rồi? Ok, wow, quý vị ơi, xin cho một tràng pháo tay cho mấy em. One of the things that I want to mention before we get started, one of the reasons why I love what I do is because I can see our traditional dresses from all of our different communities here in the LA County area. And the Ao Dai, the Vietnamese traditional dress, is one of the most prettiest, in my opinion. That's just my opinion. And I'm so glad that we can share it with you all. Chị muốn hỏi em, tiết mục kế tiếp của em là gì? Và em nghĩ sao về chiếc áo dài này của mình? Trước tiên thì xin cho em được thay mặt ban thiếu niên của Hội Thánh Tin Lành San Fernando Valley gửi lời chào và lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả quý vị ở đây. Ngày hôm nay thì chúng em sẽ trình diễn một điệu múa và nói lên được cái đẹp của người con gái Việt Nam ở sự duyên dáng, sự dịu dàng qua khi mà mặc lên mình chiếc áo dài và xoáy những cái những bước chân hay là đưa lên những cái tôn lên được cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Yeah. Thank you, Lý, và cảm ơn mấy em một tràng pháo tay. Chẳng muốn đời, chẳng muốn ngày, chẳng đem bóng mắt cho một người.
Thank you, cảm ơn đoàn vũ rất nhiều. Và xin mời anh nhạc trưởng Duy Nhật tiếp tục cho chương trình của chúng ta. Chương trình của chúng